cho mồi hả? Sạch chát hả? Ta nó chát hay chua? Chua. Chua chát chát. Cá to to anh đây. Đây cũng thịt à? Nấu canh à? Bữa nào mình sẽ lấy cái lá này mình nấu canh thử bữa này. Cho mồi hả? Chua chua chắc chắn này. Lá mấy thứ này quá. Còn lá thì không có. Thì vô bao rồi. Bao rừng. Cái này chắc ngàn năm nữa mới có loại. Chờ đợi ngàn năm nữa. Một cây dược liệu. Cây cốt tái bổ hả? Ừ, tái bổ. Đây tác dụng gì? Cây này tác dụng gì đây? Tác dụng trị đau nhức. Là nó có trong vị thuốc bắc à? Ừ. Trong thuốc nam thuốc bắc đều có trong cái bài thuốc trị đau nhức. À. Thấp là thì, người ta họ đi họ hay đi rừng họ lấy cây này vậy nữa. Ừ. Đây làm cảnh cũng đẹp không? Đau nhức xương khớp, tê bì chân tay. Đặc biệt là nói giảm đau. Ừ. Cái này là nó có cái đường kháng sinh trong đây, giảm đau tốt. Cắm rượu uống được không? Cắm rượu là cũng được. Mà trong vị thuốc bắc thuốc nam nó cũng có luôn. Đây nó bán thị trường bao nhiêu ký đây? Cái này tươi thì 5-70, còn khô thì đắt hơn. Cái này đặc biệt Việt Nam dùng chứ trong nước dùng nhiều. Đây em qua đây. Đây, cốt tối bổ. Đang đây. Gọi là tắc cây đá. Cây này là loài tốt, tắc cây đá có hai loại, một loại là gọi là cốt tối bà, cốt tối ông. Nhưng mà cái lá nó khác sao anh? Lá nó khác. Cái lá kia nó to hơn. À, còn cái lá đây thì nó ít cái lá nó nhỏ lá hơn. Nó chỉ mọc ở trên đá và trên cây. Trước nó mọc trên cây nhưng mà nó rớt xuống cây nó mục nó rớt xuống nằm. Gọi là cốt tối ông là nó ở trên cây, còn cốt tối ông. Bà nằm dưới ông nằm kia. À, thế nữa hả? Bà nằm dưới hả? Ở đây cốt tối bà. Ông. Ông. Cái đó là nó mọc trên cây nhưng mà nó rớt xuống. Trả lại rừng bữa nào mình đau lưng mình mới nhổ mình lấy. Giờ mình còn đang khỏe lắm. Quả gì không biết tên. Trái màu tím. Giống như trái gì? Trái cha là ấy. Là nhìn giống trái cha là. Nếu phơi khô héo nữa. Không biết có đọc hay không nhưng mà thôi bỏ qua đi. Tiếp tục hành trình lên vườn sâm. Điều dốc này cao nhất 5 độ không? Dốc này 5 độ hay 10 độ? À, 36 độ. 36 độ thôi. 5 độ chắc loại E luôn. Ba mươi sáu độ ra vườn sâm trồng nó xanh đâu cốt tái bổ nghe đấy nhiều dùng không nhiều dùng không chất lượng không bằng cái kia. Cốt tái bổ cây đang bắt đầu nảy mầm. Đây là ngày 7 tháng 4.